cấp là mãi mãi nha anh em, phong độ chỉ nhất thời thôi. Tay ga là em chịu khoái nồng mỗi AB Thái đó, ai chửi ngu chẹo, ai nói gì nữa kia kệ, đẳng cấp. Đi từ rồi xuống là sáng giờ xuống cả quá năng, quá chắc, quá chắc. Không chơi vào đâu được, không lẫn vào dòng nào được nha anh em. Mình không phải nói xe của mình người mình khen chứ, em nói thật chứ, mấy cái dòng mà cả lít Thái thế hệ mới nè, Vario thế hệ mới, cả lít Thái thế hệ mới không đủ đẳng cấp đâu nha anh em, không đủ đẳng cấp đôi nó đâu. Tiếng lắp, tiếng máy lắp không có chắc lợi nó đâu nha anh em. Nói chung ra anh em á, chơi nhiều, anh em nào chơi nhiều, anh em nào xài nhiều, anh em nào gia chạm nhiều, anh em nào trải nghiệm nhiều, thử nghĩ coi phép nó đúng không. Trừ khi á, anh em nhiều khi chưa tiếp xúc á, cái nhiều khi anh em nói mới nó ngon, đúng rồi đó, nó ngọt được khúc đầu vậy thôi à. Chứ anh em chạy mà ở một cái độ tuổi, ở một cái km nhất định nào đó rồi, anh em cảm nhận nó không còn được như là AB Thái này đâu. Con này tính ra giờ 13, 14 năm, mấy năm không đẹp này. Khoảng 2 về xe này hỏi phép review anh em coi. Cái dàn ốc với dàn lốc á, nó cỡ chắc xe cỡ như đời 2019, đời 2009 cái chắc xe nó như 2019. Lại tới chỗ dẫn review bên em coi, coi lắm anh em ơi. Rồi, tới chỗ cần thiết để đi chi tiết anh em coi anh em ha. Nè, nó đẹp anh em, dòm đẹp. Đó. Xe thế hệ mới bây giờ không phải mình chơi nha anh em. Ở cửa hàng có đủ hết á. Nhưng mà càng lúc bên thiết kế á, họ làm càng to to ra anh em. To to ra bè bè, nói chung là nó nhìn nó bự bự. Nhưng mà các chi tiết với đường nét nó không bao giờ nó tinh xảo. Lại so với những cái thế hệ đầu á nè, ví dụ Ad 10 nè, rồi Alex Thái nè, Alex 2010 đó. Hai chìa khóa nè, nãy mới đổ 30.000 xăng để đi cà phê chơi tem 91, giờ yên còn chưa lọc nữa nè đó, đầy đủ phụ kiện ha, quá mới luôn. Đó, dàn đồ đó anh em thấy nó đẹp như là 2019 đó, thấy không, không có nói thừa đâu anh em. Khi mà anh em sở hữu một con này đó rồi, anh em về anh em chạy, anh em trải nghiệm rồi anh em sẽ biết. Nó mới từ cái chân chống dựng đó anh em ha. Đó, anh em nào tin ý giúp anh em dòm chân chống dựng thôi là anh em sẽ hiểu. Zin 100% nha anh em. Bao anh em là không có giọt sơn nào hết em, không lai con ốc nữa. Đó. Đẹp gì đó, nè anh em coi trước. Đó, ốc nào anh em ha, xanh lè luôn. Nè, coi nhận mâm đấy, cũng đấy. Ghê vậy anh em, mười mấy năm rồi đó.
chạy nó rất là đẳng cấp. Nói tóm là cái dòng xe tay ga là em chỉ mỗi thích con này đó, kể cả khác ý luôn em cũng không thích luôn. Em cũng từng mua, từng bán, từng kinh doanh nhưng mà em không thích. Cái thứ nhất là nó, cái đặt đầu tiên là nó nặng nề quá, chứ nó to bự quá so với tầm dốc của mình. Tại vì đây, tại vì phép nó có mét sáu mấy rồi nè, mét sáu mấy rồi, chạy cái con hà lách thì giới chân lắm, SH thì giới giò lắm, nó hơi bị cao rồi nó nặng nề. Mà nói chung là quan trọng là mình mua cái xe mình xài mình coi như thế nào nó phù hợp với cái dốc dáng mình em, nó quan trọng lắm đó. Chứ cái xe thì nó sang nó xịn sò thiệt đó, nhưng mà ví dụ anh em nhá, hay là chị em mà nhỏ xíu con mà trèo lên cái xe to quá thì chạy nó không căng xứng đâu, nó sẽ không đẹp đó. Phải thích mỗi được cái dòng này đó, với cái tiếng máy tiếng móc được đó. Tại vì nghe nhiều khi á anh em không hiểu á thì nói cái này đời nó kêu á, đời đúng là nó kêu thiệt, đời nó kêu giúp nè, nó kêu lắm. Nhưng mà nghe quen rồi anh, với nghe đúng, nghe theo cái kiểu cái chất lượng chỗ kỹ thuật á thì anh em nào chơi xe nhiều rất là khoái đó ha, để nó chặt chặt cái để phóng mà đó. Nhưng mà lên chạy rồi biết tiếng láp tiếng máy cực chất, giống như hôm qua có ông anh ông lại ông mua con Scoopy á, mua để cho bà xã đi, tức là nhà đã có con, mới mua con SH150 loại Việt Nam mà loại to đùng đó, rồi đưa cho bà chạy, bởi đi chợ chạy đâu nổi, chạy dép đâu nổi đâu, rồi phải xuống copy mua một chiếc để cho đi chợ, rồi xe đó đậu nhà chùm mền thôi, đi đâu đi chứ đâu có chạy nổi. Nó thay vì cái con đó bây giờ anh em mua nếu mà đúng à khoảng ABS luôn nó khoảng chừng trên dưới 115 triệu, nó 112 110 gì đó, 115 nữa tùy theo chỗ bán ha. Đó 115 triệu, nhưng mà bây giờ về cái đậu của gia đình không ai đi được hết, nó cao nó bự đó. Còn đó, nếu mà theo sự lựa chọn mà thông minh ha, không phải thông minh kêu là tiện dụng á, mua con này 65 triệu, nó dư được khoảng mình chạy, mình đi di chuyển gọn tiện bền chắc hàng thái hồi đó nữa đó anh em ha, chứ không phải mua cái con SH nó về cái đầu nó to quá giống như là nó bị dư á, thừa luôn á. Còn con này rất hữu dụng luôn, đi chợ bố đi đám tiệc gì cũng đẳng cấp á. Nó dòm cái cụm này chịu không nổi, nó đẹp quá anh em, nó dinh 100% nha anh em, nó đẹp đẹp lắm. Đó, tiếng máy này em nghe ghê không, nó ngọt. Giờ này là mới phơi nè, tại mới xong cái màu này á, là cái màu xám xám đen á, nó không có nổi bật. Nó nhìn nhìn nó rất là trung bình à, rất là trung bình, thành ra nó không có được sáng xe đó. Chứ thật ra nếu mà con này đúng cái màu cam đen hoặc là màu đỏ đen á là con này nhìn rất là lên xe, tại vì cái vằn bạc vằn ốc vằn sơn đẹp. Rồi ok anh em á, chúc anh em ngày mới tràn đầy năng lượng. Phép cũng đi về đây, đang cà phê tới đây review cho anh em nè. Rồi xin cảm ơn anh em đã dành thời gian coi clip, bye bye.